Bé. Bác ơi. Bác. Lấy gì ấy? Lấy đồ chơi à? Đấy, ở cái giỏ ấy. Đấy, đang loanh quanh cái giỏ biết ngay mà. Kiểu gì lại cặp các thứ ở trong ra. Này, ổ điện nó giật cho chết nhá. Lấy gì? Lấy gì đâu đòi đấy, ăn vạ đi đi. Hả? Kéo cái giỏ đồ chơi để đấy. Ghép cái giấy vào, nó cắn giấy ấy. Cái giỏ thuốc nhỏ mắt kia mới đấy. Bé lấy gì? Đi gấu à? Xuống đi. Ô lên được không xuống được à? Khổ chê nhở. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Nhanh nhấp nhới để xuống. Xuống đi. Xuống đi. Không dám nhảy, bố nằm gần đấy, không dám nhảy, sợ nhảy vào người bố đấy. Nhảy đó. Nào nhảy xuống. Xuống đây. Xuống đây. Biết ngay mà. Bắt đầu lại. Chọn đồ chơi. Quả cầu. Thích quả cầu lắm. Ừ. Tìm này không xé giấy nhá. Chơi gì thì chơi không xé giấy đâu. Đây đây lại cặp cái thượng anh. Nó cặp lọ nhỏ mắt kia. Đấy, cắn nát bây giờ. Ê chị đi. Bà ơi. Cái đấy không phải đồ chơi đâu. Bỏ giá đi. Nhanh lên. Hư đánh đấy.